Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chúng con thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Ngài là Bậc A La Hán chánh đẳng chánh biến tri do Ngài trường ngộ không thiền chỉ dạy. Bồ tham sa ga nang ga cha mi, tham ma sa ga nang ga cha mi, sangha sa ga nang ga cha mi. Chúng con thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con thành kính đảnh lễ chư Pháp, chúng con thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2020, chúng con cùng nhau sinh hoạt tu tập Phật pháp, kính thỉnh chư thiên chư long thần hộ pháp, chư thiên cõi trời thế thiên dương gia hộ cho chúng con tu tập được nhiều lợi lạc lớn. Dhamma sabana kalo ayam bandanta, dhamma sabana kalo ayam bandanta, dhamma sabana kalo ayam bandanta. Và bộ Phật xin kính chào tất cả các bạn. Và hôm nay mấy người bên Việt Nam, bữa nay mùng mấy, mười chắc cung rằm hay gì đây, cho nên bữa nay mười mấy âm lịch. Quý vị quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ dạ rõ. Hôm nay thì mình tiếp tục bài kinh 66 Saha. Thì tôi cũng xin ôn lại cái phần bữa thứ ba kỳ rồi. Thì thứ ba kỳ rồi đó thì mình được ôn lại hôm nay cho tất cả những cái vị nào mà chưa có nghe kỳ rồi đó. Thì bài kinh này, trước bài kinh này có bài kinh 65. Thì bài kinh 65 đó cũng tương tự cái ý nghĩa như bài kinh này, có phần 4 cái điều là ít mà trong hiện tại. Thì lý do cái bài kinh này trong cái thời buổi đầu tiên á, người Ấn Độ lúc đó đó là có nhiều các pháp môn của người Bà La Môn. Thì trong khi đó ngài Thế Tôn đắc quả thánh là bậc giác ngộ, thì ngài đi giáo pháp được truyền khắp mọi nơi, thì có một số người nghe biết, thì cái tinh thần nó bị những cái giáo phái khác đó là đã phá. Là tại vì bấy lâu nay Bà La Môn là có cái chân đứng vững ở tại xứ Ấn Độ, thì lúc đó có rất nhiều phái, mà đặc biệt có lúc đó đó là 6 hay là 7 vị là đạo sư nổi tiếng ở Bà La Môn. Thì những người Bà La Môn á thì chê trách với nhau là bao giờ cũng tuyên dương cái pháp môn mình là hạng nhất, là rốt ráo, là giải thoát đi đến chỗ phạm thiên, còn chê người này chê người kia. Thì một số người này cũng biết, và khi nghe được Thế Tôn là người chứng quả, được thầy làm thầy trời người, thì các vị đến và hỏi Thế Tôn, bởi vì họ rất là hoang mang, ai cũng nói là mình pháp môn mình là giải thoát hết, còn Thế Tôn thì không có nói gì, Thế Tôn chỉ dạy mà không có bao giờ đã phá ai. Cho nên các vị này đến gặp Thế Tôn, thì Thế Tôn dạy 10 điều đừng có tin. Thì Thế Tôn dạy cho những người xứ Kamala, thì cái bài kinh rất là nổi tiếng, ai cũng đều biết, đó là niềm tin chân chánh của trong cái bài kinh Kamala. Thì cái bài kinh 66 này đó là vị tôn giả Narangka, vị này thuyết pháp cho cháu của bà Lộc Mẫu là Saha, và một người cháu khác là Rohana. Thì tôn giả cũng dạy theo ý nghĩa này, cũng có những cái điều này không nên tin. Mà tôn giả nói như thế này, đừng có dội tin những cái điều đó, mà mình hãy lắng nghe, cũng không phỉ báng, mà xem những cái pháp này là cái pháp này nó có thể hiện được cái tánh tham sân si và khiến mình làm những cái điều bất hạnh khác. Thì nếu mình làm những cái điều bất hạnh đó thì các ông nghĩ có tội hay điều thiện hay là không, các ông có bị người trí quở trách không? Thì các vị nói, nếu mà làm những điều đó thì bị
là có tội, là bất thiện, là bị người khác quở trách. Thì rồi mình đi tới cái phần số 7, là số 7 thì nói chung nếu mình làm điều bất thiện á, thì là những điều này chính lý do mà bài kinh này được nói lên, là nếu mình lắng nghe bất cứ ai, những vị đạo sư mà dạy mình hãy lắng nghe và tự tâm mình thực hành, nếu có lợi lạc, nếu nó làm bất thiện thì mình không, nếu có lợi lạc mình thực hành. Đó. Thì mình nên biết rằng cái điều mà bất thiện, cái điều mà tội lỗi, bị người khác chỉ trích, là cái người đó sẽ không bao giờ được an vui hạnh phúc. Mà ngược lại, những người thực hành những cái giáo pháp của bậc đạo sư nào mà tự tâm mình thấy rằng mình không có làm những điều bất thiện, tham si sân si không có, mà nếu mình làm như vậy thì đây là một cái điều tốt, điều thiện, sẽ không bị người trí quở trách của mình, thì đương nhiên trong giây phút hiện tại mình sẽ được an lạc. Thì hôm nay mình tiếp tới cái phần số 8 và số 10. Thì tôi xin mời quý vị, chị Thanh Xuân hay là chị Ngọc Trân đọc phần số 8 với số 10 trong cái phần cái đoạn kinh số 8 với 10, chị mấy chị. Hay là Thu Nguyễn, Kim Phượng. À, Con sẽ đọc rồi, đọc con sẽ số 10 ở trang mấy trang số thì tôi 3 đó sẽ đọc chị. À, để đây Thu, chưa để chưa chưa kiếm được thôi em để đọc đi rồi. vậy thôi em đọc số 8 số 10 rồi lát nữa chị đọc tiếp nha. Ok. Thế ông nghĩ như thế nào này? Thế xa ha, không tham sân không si khi khởi lên trong nội tâm người nào, khởi lên như vậy là đưa lại bất hạnh hay hạnh phúc lâu dài cho người ấy? Hạnh phúc thưa tôn giả, này không tham không sân không si này các sa ha, không bị tham, không bị sân, không bị si chinh phục, tâm không bị xâm chiếm, không giết các sinh vật, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, không nói láo khích lợi người khác, cũng làm như vậy. Như vậy có làm cho người ấy được hạnh phúc an lạc lâu dài hay không? Thưa có, bạch tôn giả. Rồi anh Dạ dừng hết rồi ạ. lại. Thì cái đoạn kinh này thì được nhắc lại, nếu thì mình đọc ôn kỹ, cái người mà không làm những cái pháp bất thiện á, tức là khi mà mình bị cái tâm mình đó bị tham sân sân và si á, thì luôn luôn tâm mình bị những cái phiền não, những cái trói buộc nó chinh phục mình, khiến mình phải làm theo những cái điều bất thiện, chẳng hạn như sát sanh, lấy của không cho, tư thông với người khác, người có gia đình, hoặc là nói láo khích lệ người khác, vân vân. Thì rồi tôi có trình bày đó, nói chung đó, những cái phần này, tham sân si này đó, đều là thực hành 10 cái điều bất thiện. Trong khi mình thực hành 10 đức bất thiện này đó, thì mình sẽ đau khổ. Còn ngược lại, cái người không tham, không sân, không si đó, thì người đó thấy an lạc trong hiện tại. Thì tôi cũng nhắc lại kỳ đôi đó, nếu mình, cái người mà làm bất thiện đó, là tự tự thân tự tâm của mình đã phạm tội rồi, lại xúi người khác làm, khuyên người khác làm, đó là một cái thứ hai nữa, và tùy thuận cho người khác làm, thấy 10 điều bất thiện mà người khác làm, mình tùy thuận, mình để lơ, để cho họ làm, thì đó là một cái lỗi thứ ba. Và thứ tư, khi người ta thành tựu là tại vì mình khuyến khích, mình tùy thuận người ta, thì người ta làm rồi mình hoan hỷ, tức là bốn điều nhân cho 10 điều thiện, thành nó tới 40 pháp bất thiện. Cho nên quý vị, khi mình thực hành thiện pháp mà mình thấy cái người mà thực hành bất thiện pháp, mình cũng nên có một cái tinh thần
nhắc nhở hay là chuyển hướng họ, hay là chỉ cái những cái gì đó mình cần sửa đổi cho người đó thì mình cũng nên làm, nhưng mình cũng không nên đi đến cái đụng chạm cái đời tư của người khác. Nhiều khi mình làm như vậy đó, thì mình sẽ gặp cái đối tượng không có đúng thời đó, thì cũng làm trở ngại cho cái sự tham sân si mình, chứ không phải là không. Cho nên quý vị cũng biết rằng có nhiều người hiểu được Phật pháp, rất là cái tâm nhạy bén, rất thích là muốn giúp người, nhưng mình không có đúng cái duyên thứ nhất, cái thứ hai cái đức hạnh, cái công năng tu tập mình không có, cho nên nhiều khi mình giúp những người khác nó không được như như ý của mình. Thì nếu mình không làm đúng thời, đúng cái căn cơ của mình, đôi khi mình cũng có một cái điều không tốt xảy ra trong cái tâm của mình. Quý vị cũng đã biết cái phần đó. Thì trong cái phần số 8, số 10 tôi xin dừng lại để nhường lại quý vị đóng góp, cũng như chị Xuân Nga, và xin mời quý vị nào có đóng góp mở mic lên. Quý vị có đóng góp không? Thì xin mời chị Xuân Nga, chị Xuân Nga. Cái phần này thì em thấy rõ rồi, mình Dạ. cũng đâu có đóng góp gì. Quý vị khác, quý vị có thấy những cái gì cần đóng góp không? Dạ không, À, không hả? nó thân người cái thiện pháp vậy. Thì cái điều này đó quý vị nên nhớ là trong cái Cung Tăng Chi Bộ trong chương 10 có nói thêm bốn điều hồi nãy tôi nói, đó là tự mình làm điều ác, quý vị tụng kinh mà sám hối hồng danh đó, tự mình làm điều ác, nghĩa là khuyến khích người ta làm điều ác. À, chị nói hai, rồi cái ba đó là vui, nhưng mà sự thật thêm một cái nữa là tùy thuận. Tùy thuận tức là mình thấy người ta làm đó, rồi cái mình làm bộ lơ để cho người ta. À, thì cái đó mình cũng có cái phần là mình thấy cần phải tiến thêm một bước là ngăn trở người ta. À, mình thấy cái điều đó nhiều người ta không thấy, nhưng mình thấy, mình khuyên người ta đừng làm, thì nhiều khi đúng cái duyên á, giúp người đó thấy được cái ánh sáng, cái sự bất thiện đó là họ dừng lại. Còn không mình thấy làm ngơ, người ta tưởng mình điều này, người ta tưởng điều đó là tốt, chẳng phải người ta hiểu là tốt nữa. Chị Thanh Xuân đã nói gì chị Thanh Xuân? Dạ, không không có, nói là thấy người ta làm điều ác mà mình vui theo đó. Dạ, tụng kinh sám hối hồng danh nó có cái đoạn đó đó chị nhớ hả? Dạ, đúng rồi. À, thì nếu mình không có cái đóng góp thêm thì mình đi tới phần số 11 và mời vị nào đọc tiếp. Chị Xuân đọc với chị Xuân. Dạ, chị Xuân lâu quá. Chưa dỡ ra được nè. Là số mấy? Trang mấy? Dạ, số 11. Số 11. Trang Số 11. trang 4 chị. Ừ, dạ, thấy rồi. Rồi, chị đọc số 11 á. Các ông như thế nào? Này các Sa La, các pháp này là thiện hay bất thiện? Là tội hay không có tội? Bị người trí quở trách hay được người trí tán thán? Là thiện, bạch Thế Tôn, không có tội. Được người trí tán thán, bạch Thế Tôn, bạch Tôn giả, nếu được thực hiện, được chấp thuận, có đem đến hạnh phúc an lạc không, hay ở đây là như thế nào? Được thực hiện, được chấp thuận, bạch Tôn giả, chúng đưa đến hạnh phúc an lạc ở đây đối với chúng con là như vậy. Rồi, rồi, được rồi. Dạ, dừng lại. Thì cái đoạn 11 này á, nó liên quan đến cái đoạn từ 8 đến 10 được nhắc lại nha. Thì để xác định một lần nữa, nếu mà cái điều không có tội nha, không điều thiện không có tội thì mình làm đó được người trí tán thán, thì đương nhiên đó, mình sẽ thấy an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại. Thì cái đoạn 11 để nhấn mạnh một lần nữa những cái pháp, những cái điều gì mà mình nghe của bậc thiện tri thức hay là bậc đạo sư của mình chỉ dạy mà mình thực hành, mình phải nhìn thấy cho rõ. Nếu là thiện không có tội thì bao giờ những người khác cũng tán thán mình, thì mình thực hành sẽ được an vui hạnh phúc trong hiện tại. Thì cái đoạn này nó cũng rõ, thì xin nhờ chị đọc cái số đoạn 12. Đoạn này thì mình cần phải đi sâu thêm một chút. Dạ, mời xin chị. Như vậy này các Sa La,
điều ta vừa nói với các thầy. Chớ có tin theo truyền thống, chớ có tin vì vị sa môn là bậc đạo sư của mình. Nhưng này các sa la, khi nào tự mình biết như sau: pháp này là thiện, các pháp này không có tội, các pháp này được các người trí tán thán, các pháp này nếu được thực hiện, được chấp thuận, chấp nhận, đưa lại hạnh phúc an lạc, tẩy chứng đạt và an trú, đều đã được nói lên như vậy, chính là do duyên như vậy được nói lên. Rồi 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 rồi, tán thán và sa thú. Thì cái bài kinh này đó là cái mục đích chính, đó, mục đích chính. Thì tại vì những cái vị này, cũng như bài kinh 65 đến Thế Tôn để hỏi tại sao những đạo sư nào cũng nói pháp mình là giải thoát, pháp mình là đưa đến chỗ rốt ráo, mà lại phê phán người khác, chỉ trích người khác. Còn Thế Tôn á, giáo pháp của Thế Tôn chỉ dạy mà không có phê chỉ trích những cái chê bai những cái pháp môn khác. Thì nhân duyên đó, thì đây là ý nghĩa vì những cái nhân duyên mà có 9 điều hay là 10 điều, mình đừng có tin vội, mình phải lắng nghe và có cái sự hiểu biết rõ ràng, tức là mình nghe chân thật, mình nghe pháp, mình phải có một cái lòng tỉnh tính nghe pháp, rồi mình thực hành, mình thực hành đó để coi có sự thật đưa đến cái không còn tham, không còn sân, không còn si hay không, chính là mục đích. Còn nếu mình nghe là hay, hợp với tâm tư của mình, mình thấy sao hợp quá, nhưng mà khi mình làm lên đó, nó làm nhiều người khác xa lánh mình, mà mình thấy bản thân của mình nhiều khi mình vui nhưng mà người khác không vui, tức là mình đã thấy sai rồi. Cho nên là mình phải biết được, nhìn rõ ràng mình có hại người hay không, hại cả hai, hay là hại mình mà mình không biết, tức là mình đã phạm những cái điều bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mà nhiều khi mình nghĩ là cái điều đó thì mình coi kỹ lại. Thì chính những cái điều này thì nói lên bài kinh này, mình hãy nhìn thực tế từ bản thân của mình mà lắng nghe, nhìn những người chung quanh, người ta có tán thán, người ta có khen mình, hay là càng ngày mình tu tập những pháp này, người ta nói lên, người nào cũng tránh xa mình nên cẩn thận. Thì đó là cái mục đích chính của bài kinh này. Tới cái phần số 13 đó, sẽ nói rõ, đi sâu vào những cái pháp khi những cái người thành tựu, những cái điều lắng nghe, thực hành đúng pháp, được một cái pháp mà của Thế Tôn dạy đó, sẽ đưa đến một cái sự an vui hạnh phúc nhiều mức độ. Thì số 12 này thì tạm thời dừng đây. Nếu quý vị có đóng góp thì đóng góp. Quý vị có nó rõ ràng hả gì? Dạ rõ quá. Chị Sinh Nga có nói chung lời phần này thêm không chị? Dạ, phần này thấy rõ ra, rõ ràng gì. Dạ. Tới phần sau thì mình cũng có thể đóng góp. Dạ, dạ. Dạ thì mời chị đọc tiếp cái phần 13 chị. Phần 10, trong cái đoạn kinh, trong bài kinh này đó, quý vị thấy cái bài kinh mà trong cái bản văn chính đó, quý vị nhìn ở trên nó thấy từ số 1 đến số 13, tức là bài này có 13 đoạn kinh. Còn bài kinh 65 đó, có số 1 đến 17, thì nó có 17 đoạn kinh. Thì trong bài kinh này ngắn hơn bài kinh 65, cho nên sau khi mình nói phần số 13 đó, tôi có để thêm phần số 16, rất là quan trọng. Phần 16 đó quý vị sẽ, tôi sẽ đọc lên cho quý vị nghe. Dạ. Dạ xin mời chị đọc cái phần số 13 đó chị. Dạ. Này các sa la, vị thánh đệ tử nào ly tham, ly sân, ly si như vậy, tỉnh giác, chánh niệm với tâm câu hữu, với từ xả, biến mãn một phương, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ vô biên, không hận không sân, vị ấy rõ biết như sau: có trạng thái này, có trạng thái diệt, có trạng thái thù thắng, có xuất ly ra khỏi tưởng giới này. Do vậy, do vị ấy biết như vậy, thấy như vậy,
tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy rõ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vị ấy rõ biết như sau: trước ta có tham sân si, tham sân si ấy là bất thiện, nay ta không còn nữa, như vậy là thiện. Như vậy ngay trong đời sống hiện tại, vị ấy được giải thoát khỏi hy cầu, được tịch tịnh, được thanh lương, cảm thấy an lạc, tự mình an trú trong phạm tánh. Dạ được rồi chị, dạ cho xin dừng lại. Dạ, cái phần đó còn trong cái đoạn kinh chính, còn phần mà quý vị thấy tôi highlight màu á là những cái phần tôi chỉ chú thích thêm thôi. Thì cái phần 13 này á, là mình phải cần nói rộng ra cũng như chị Xuân Nga để quý vị cùng nhau đóng góp cái phần này. Thì đoạn 13 nói á, là cái vị thánh đệ tử ly tham ly sân ly si tỉnh giác chánh niệm với tâm câu hữu từ bi hỷ xả, từ một phương đến bốn phương, từ ở khắp thế giới trên dưới là vô hạn lượng, người đó không có sân. Thì những cái đoạn kinh này nó rất giống nhau ở nhiều cái phần, những cái bài kinh trong kinh Trung Bộ. Thì đối với người không tham không sân không si là thứ nhất hồi nãy mình có được nhắc lại đó, pháp của giáo lý Như Lý Như Lai á, thì mục đích đưa đến cái này. Thì mình nghe những vị đạo sư nào không biết, nhưng mà đưa đến mình đoạn tận tham sân si không còn nữa, tỉnh giác chánh niệm. Thì chữ tỉnh giác chánh niệm này tôi không, hình như là không có muốn nói chữ thiền, nhưng ngụ ý nó là thiền, có sự tỉnh giác chánh niệm, cũng không có nói là tứ thiền, nhưng mà nói câu hữu từ bi hỷ xả. Thì có nghĩa là cái vị này tu tập từ ít nhất là tứ thiền và hướng tâm, không hướng phần tâm thần thông mà hướng đến từ bi hỷ xả. Thì cái vị này đó, nếu mà thực hành những cái điều này đó thì sẽ đưa đến, bởi vì nhắc lại những cái phần kế tiếp đó, là có cái câu này quý vị sẽ để ý là có trạng thái này, có trạng thái liệt, có trạng thái thù thắng, có xuất ly ra khỏi tưởng giới này. Thì cái câu này đó mình tư duy cho kỹ đó, mình nghe đó, nhất là cái có xuất ly ra khỏi tưởng giới này. Thì quý vị biết đó, giờ mình tu tập điều thiện, để tôi nói cái thô trước, mình tu tập điều thiện. Thì tôi thử hỏi, chẳng hạn như mình, lúc đầu mình đến giáo lý, đến chùa chiền, để gần mấy thầy với sư, biết lại Phật, biết nghe kinh. Thì mình tới thực hành những cái giây phút đầu tiên đó, thì mình cũng thấy an lạc, phải không quý vị? Có không? Dạ có. Mình thấy cái tham sân si lúc trước mình có, bây giờ mình bớt không? Có không? Dạ, bớt nhiều lắm. Nhưng mà khi vài tháng, vài năm sau, mình thấy cái sự tham sân si mình có tiến bộ đi tiến sâu hơn nữa không? Nó có từng mức độ, phải không quý vị? Dạ, dạ. Và tới bây giờ nếu mình hiểu rõ ý kinh ngày hôm nay thì mình thấy sao? Cái tham sân si của lúc đầu mình đến giáo pháp á, mình thấy có khác không? Dạ khác. Có mức độ rất là sâu, phải không quý vị? Sai biệt không? Dạ, bớt nhiều lắm. Thì quý vị thấy có sức ly ra khỏi tưởng giới này. Cái tưởng đó quý vị, người nào tôi cũng thấy cái an lạc hạnh phúc, mình không có tham không có sân không si, phải không? Dạ. Nhưng mà lần lượt năm tháng quý vị, tới bây giờ mình thấy cũng còn tham sân si, phải không? Dạ. Phải không? Đó là cái do cái tưởng giới này nó còn, đến khi nào dục lậu vô minh lậu giải thoát thì quý vị mới là hết, phải không? Dạ. Vì đó sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Thì cái bài kinh này nói rất là sâu sắc, nhưng mà không có nói rõ cái chữ mà xuất ly khỏi giới tưởng đó, này đó là mình tu tập
trình độ mình có trí tuệ mức nào cũng còn tưởng là còn nắm bắt cái dục, còn cái vô minh đó còn. Cái tưởng này á, và cái thức và cái trí tuệ nó ba cấp bậc. Mà cái tưởng này á, vượt qua khỏi cái tưởng này, ý nói là bậc giác ngộ cái trí tuệ, cái tuệ giải thoát của mình lậu. Tưởng á, thì trong cái chú giải thích như thế này, tưởng ví như một đứa trẻ nhìn đồng bạc thì họ biết, cái đứa trẻ đó nhìn đồng xu thì biết đây là cái đồng xu, phải, nó chỉ biết vậy thôi. Đồng xu đồng hay đồng xu kém hay là giấy tiền bằng giấy, nó chỉ biết gì vậy, đó là cái sự ghi nhận, cái tự ghi lại và nhìn sao nó nhớ, nó biết nó là cái gì. Còn cái thức á, cái thức lại nó một trên của cái tưởng nữa. Cái thức này đó, nó biết người lớn, biết cái đồng tiền này có thể mua cái kem hay là mua một món vật dụng, có thể biết là trao đổi những cái điều gì khác, thì cái tưởng và cái thức nó sai biệt như vậy. Còn cái người trí á, nó gồm có hai phần kia, nó vượt qua khỏi cái tưởng và cái thức, là tại vì cái người cái trí tuệ đó là biết là dùng cái đồng tiền để phát sinh lợi lạc, có thể thành tựu từ một cái đồng tiền nhỏ mà tạo thành một cái xí nghiệp, một cái tài sản to lớn. Thì cái trí tuệ nó là như vậy. Thì sự tu tập mình cũng vậy, quý vị nhìn thấy cái lúc đầu mình đến giáo pháp, mình thấy mình hiểu, mình mừng lắm, mình vui lắm, mình san sẻ người này, san sẻ người khác, rồi người khác không nghe cái mình giận, phải không? Mình sân, mình cãi cọ người ta lắm, bởi vì mấy người tu là cãi nhau lắm. Mỗi người có một cái tưởng, nhất là người tu thiền đó. Đó, nó nằm ở trong cái tưởng giới này, nó là chỗ dịch vậy. Cho nên mình tu tập cái pháp mà đưa đến của rốt ráo của pháp Như Lai đó, của Phật dạy đó, quý vị phải đi lần lượt, quý vị bỏ tất cả hết, đừng có nắm bắt cái gì hết, chỉ nhìn thấy từng cái pháp một, không có tham, không có sân, không si. Nhất là mình cao hữu từ bi tới cả vô lượng. Thì mình làm như vậy tới khi nào mà mình không còn một cái dục, tức là một cái dục này có nghĩa là từ dục thô đến dục vi tế. Dục này có nghĩa là mình nói cho nó tận cùng á, dục là còn việc phải làm. Còn việc phải làm, mà việc phải làm này là việc của giải thoát, trong cái việc của việc đời, phải không quý vị? Yeah. Quý vị chúng tôi việc đời rất nhiều, còn việc phải làm, phải không? Nhưng mà việc về trí tuệ này á, còn rất nhiều việc phải làm. Những người này cũng còn dục, nhưng mà cái dục thiện cũng có, dục không thiện cũng có đôi khi. Cho nên á, nếu mà cái bậc thành tựu á, thì quý vị biết rằng á, thì mới hết là dục lậu. Và nếu hết dục lậu mà tâm được giải thoát khỏi tham sân si, khỏi phiền não, khỏi cái thế giới tưởng này á, thì vị đó mới là cái vô lương lậu, mới không còn được. Thì cái ngụ ý của bài kinh này, nó đi từng có một cái giai đoạn là làm sao mình tu tâm, mình thực hành giáo lý của những vị đạo sư, không phân biệt người đó là một người truyền thừa, một người đó là một tăng thống, hay là một người thầy của mình, thậm chí ngay cả đạo sư mình đến quy y thọ giới, mình tới mình nghe, nếu không có thấy hợp được, không có phát triển được cái tâm thiện hay là việc thiện của mình, thì mình cũng vẫn kính nể ngồi lắng nghe mà không phê phán, rồi mình cũng tìm những vị khác tới để mình càng học hỏi thêm, để mình thấy được cái đối tượng. Và cái lý do mình tới chùa chiền cúng dường xuất bát không phải là gì để một cái như cái phước ban đầu mình nghĩ vậy, nhưng mà sự thật cái đó là cái nhân duyên, cái phương tiện để mình thấy được cái giáo lý cao thượng của Đức Phật, đưa đến tới cái mức độ mà mình không còn đau khổ nữa. Thì cái ý cái bài kinh này á, là cái phần 13, là cái phần cuối, thì nói rất là gọn vắn tắt, nhưng mà mình phải tư duy cho kỹ á, để mình thấy rằng là mặc dù không có nói thiền, nhưng mà nói tín niệm,
tỉnh giác chánh niệm, tôi nghĩ rằng thiền là tại vì câu hữu đến từ bi hỷ xả tới muôn phương vô hợp vô hạng lượng đó, thì quý vị biết rằng mình có cái trạng thái này, tức là mình tu trạng thái tham sân si có hay không, hay là không có. Liệt là mình thấy thô, thấy thắng, mình cũng thấy mình biết, và có sức ly ra khỏi những tưởng giới, tức là cái gì mình thấy biết ngày hôm nay, từ trước tới giờ mình không còn vướng, tới khi nào mình không còn nắm bắt điều gì, thì không còn mong cầu như gì điều hết, thì mới gọi là không còn dục lậu. Thì tôi xin dừng lại, mời quý vị đóng góp hay có những câu hỏi, còn nếu không thì mời chị Xuân Nga đóng góp thêm cái phần này. Tôi nghĩ rằng cái phần này nó rất là, nó cô đọng lại là cái kết quả thành tựu những cái pháp thiện khi được lắng nghe của những bậc thiện trí thức. Và tôi xin dừng lời và xin mời quý vị và mô Phật. Và mời quý vị. Chị Xuân Nga đóng góp thêm cho chị Xuân Nga. Nếu không có ai đóng góp thì Xuân Nga xin đóng góp thêm. Dạ, giờ cô Nga chia sẻ thêm rồi. Dạ, mời Xuân Nga nha. Dạ, con có nghe được không ạ? Gì, nghe rõ không? Có nghe rõ. Con nghe rõ không ạ? Cô nói là toàn xíu nha cô. Nhiều lúc cô đang nói lên giọng cái tự nhiên cái cô xuống giọng, tụi con đáng cố gắng nghe luôn á. Ráng cười vô lỗ tai. Tại vì nó lớn là cố gắng, còn nó bình thường là thì nó nhỏ, thành ra đôi khi nó tiêu trở lại. Cái đấy, cô xuống giọng cái là tụi con ráng cười cái máy vô lỗ tai nghe luôn. Bài kinh này đó thì chúng ta có thể nắm được cái đại ý như thế này, là khi mà những cái thiện tính đó họ cũng gọi là lúc đó họ phân vân thì không biết là vị đạo sư nào là nói đúng, thì vì không biết cái vị nào nói đúng là chỉ có những cái sự chống đối lẫn nhau, thì trong đó bao giờ nếu mà có chống đối thì bao giờ cũng có những cái gọi là cái sân, cái hận ở trong đó, tại vì cái bực mình nó nằm trong đó, bao giờ có chống đối là cũng có cái tiềm ẩn cái sân. Và khi mà Đức Phật giảng về những cái điều mà 90 điều mà mình không có nên nương tựa vào đó, mà mình chỉ áp dụng cái nào mà mình thấy cái đó là nó thiện, không có bị người trí chê trách, và mình sống được an lạc, không hại mình hại người, thì đó là cái căn bản đầu tiên của cái thiện, của cái thiện pháp. Cũng như một cái tâm mà không có cái thiện pháp thì không thể nào mà hướng thượng được. Thì cái tâm á, trước nhất là phải đi vào trong cái thiện pháp trước. Rồi cái thiện pháp đó cũng chưa phải là cái cứu cánh để mà sự mà đi tới cái chỗ mà trọn tận cái khổ đau. Cho nên Đức Phật đi dần từ cái trừ bỏ những cái ác pháp rồi đi tới cái thiện pháp, và cái đoạn thứ 13 là cái đoạn mà đi vào cái nội tâm để mà thành lập cái tâm. Thì trong cái bối cảnh lúc này là mọi người đó cũng đang có những cái hướng tâm về cái sự tu tập ngày xưa, đó là về Bà La Môn. Bà La Môn là lúc đó là cái giáo lý của Veda đó rất là thâm sâu, và họ hướng về cái phẩm thiên là từ bi hỷ xả. Thì khi đó thì Đức Phật cũng theo Sư Nga nghĩ, Đức Phật cũng tùy thuận theo cái lúc cái tâm tư của người đó để mà ngài giảng. Thì khi mà nếu mà một vị thánh đệ tử nào mà không có tham thì tự nhiên không có sân, không có si. Thì như vậy đó, giới muốn không có cái tham sân si thì phải có chánh niệm tỉnh giác. Thì cái giới cái chánh niệm tỉnh giác đó thì cái tâm á, hướng về từ bi hỷ xả thì luôn luôn là tâm không hận không sân. Mình tu tập từ không phải là mình rải cái tâm từ đến người khác, mà mình tu tập từ là khi cái tâm mình không hận, không có cái hận không sân, tức là không có nghĩ những cái gì bực bội, không nghĩ gì khó chịu, không nghĩ những gì bất bình á, thì lúc đó là cái tâm mình nó đã có cái từ, mà cái tâm có từ thì nó có bi và nó có cái quan hỷ và nó có cái xả. Thì trong cái tứ vô lượng tâm mà những cái gì mà tu tập hồi xưa theo Bà La Môn á, ông nhân giáo đi đi về cái cõi phẩm thiên á, thì họ tu tập như vậy. Thì chính Đức Phật cũng đương theo đó để Đức Phật giảng
nhưng mà lúc nào ngài cũng câu ngủ với cái không hận không sân, mà không hận không sân tức là cái không có tham thì nó không hận không sân, không có bám víu gì. Thì như vậy cái khi mà cái tâm mình không hận không sân thì lúc đó là một cái tâm rất là đúng nghĩa của từ bi hỷ xả, thì lúc đó mình mới trang trải cho tất cả những cái khắp mười phương hết, không có còn phân biệt, không còn phân biệt là thế này thế kia. Ví dụ như bây giờ hồi đó đó trên cái trên mạng thỉnh thoảng mình có coi á, là lúc mà Trung Quốc bị ngập lụt á thì nhiều người thấy vui vẻ lắm, cho đáng đời tại vì mình ghét mà. Rồi bây giờ tới phiên mình ngập lụt mình thấy đau khổ, mình thấy thương, thì vì cái lòng từ của mình á nó không có, nó bị giới hạn, giới hạn trong dân tộc mình, giới hạn trong gia đình mình hay là trong xã hội mình, còn với những người khác mình lại không có cái lòng từ đó, thì cái lòng từ đó không có biến mạng hết. Thì đó là thanh lọc được thêm cái tâm không hận không sân. Thì nếu mà không hận không sân tức là không, là phải ly tham, ly tham thì nó mới ly sân ly si. Thì như vậy trong cái những cái gì mà tu tập về cái từ bi hỷ xả là có thể đi vào định tri cho cái pháp thiền luôn. Và như lúc trước, mấy lần trước thì Xuân Ngọc nói dọn cho các bác thì nó cũng tất cả nó đều cũng từ cái tưởng mà ra, nó dựa trên cái tưởng để mà tu tập. Thì như vậy khi mà một cái gì mà tu tới dọn cho tứ thiền hay là tới bát thiền hay trong cái một cái thiền nào đó nhưng mà vẫn còn chấp dọn cái tưởng đó thì không có xuất ly ra được. Thì những cái gì nào mà xuất ly ra được cái đó thì mới giải thoát được. Vì vậy trong này á, Đức Phật có nói là khi nào mà chị đó ra khỏi cái tưởng giới này, cái tưởng giới là trong cái tam giới đều có tưởng, cho tới cái gọi là trạng thái mà thanh tịnh di tế nhất của cái thiền là thấy phi tưởng thi phi tưởng xứ ấy, thì nó cũng vẫn có cái tưởng, một cái tưởng di tế nó hình thành đó. Nếu mà không có tưởng nữa thì không có cái sự hiểu biết, tại vì nhờ cái tưởng nó mới thấy mới biết được. Nhưng mà nếu mà chấp thủ vào trong cái đó, chỉ cần hỷ pháp quan nghị đi cái tưởng đó là chưa thoát khỏi là. Vì vậy cho nên dầu cho Đức Phật giảng điều gì nữa, ngài cũng đưa mọi người hướng về cái sự giải thoát. Thì cái đoạn này á, tuy rằng là nó ngắn nhưng mà nó là gồm trong cái giáo pháp của Đức Phật để mà đưa những người mà đang bước vào trong cái sự hiểu biết á, để đưa dần cho tới cái chỗ giải thoát. Thì chúng ta thấy khi mà mình đọc một bài kinh á, mình thấy rõ ràng là có những cái pháp thiện, nó là những cái pháp này, những cái pháp bất thiện thì nó là pháp này, nhưng mà có những cái pháp liệt là nó thấp kém, và những cái pháp thù thắng là những cái pháp cao quý hơn nữa để mà hướng cái tâm đi ra. Và khi mà Đức Phật giảng như vậy đó là cố ý đưa cái tâm mọi người từ cái bỏ cái ác, đưa cái thiện, rồi đưa tới cái tâm thanh tịnh, xong rồi đưa tới cuối cùng là đưa tới cái sự xả bỏ luôn, nghĩa là không có chấp thủ, thì mình dự diệt được dục thủ. Ở trong này thiếu một đoạn đó là dục thủ và cái dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó thiếu với cái hữu lậu. Tại vì trong cái những cái website đó, website trước á, nó có nhiều đoạn thiếu lắm. Sau này Bình An Sơn có chỉnh cánh lại thì có nhiều cái đoạn để sửa lại. Nếu mà mình dùng cái website cũ, website gọi là busana.org thì nó thiếu nhiều. Sau này anh sửa lại là busana.net thì nó đầy đủ hơn. Ở trong này nó có thiếu đoạn thiếu lắm. Thì cái đó là cái Xuân Ngọc chia sẻ thêm hôm nay để cho mình nhớ rằng là con đường tu của Đức Phật á, nó hơi khác với lại những cái tôn giáo khác là đưa tới cái giải thoát, còn tất cả những cái tôn giáo khác thì đi tới cái thiện, đưa tới cái tâm thanh tịnh. Nhưng mà còn phải giải thoát cả cái tri kiến nữa. Sa thú, tán thán sự đóng góp thêm của chị Nga.
Thì quý vị thấy rằng qua cái bài kinh này, mặc dù cái đoạn 13 đó là đưa đến cái phần rốt ráo, cũng không có được nói rộng thêm, nhưng mình cùng nhau chinh vạc tu tập, mình để có dịp nhân duyên hiểu rõ thêm cái phần chi tiết này. Thì kỳ thật bài kinh này là nói cái từng cái giai đoạn tu tập của mình, từ cái pháp thật là rất là đơn giản mà người đời nói là tu tâm, nhưng mà chỉ tu tâm nó không phải là như nó dễ đâu, nó phải có cái tiến trình, mà những cái thành tựu của mình, những sự an vui hạnh phúc của mình thì nó cũng có, nhưng mà dầu có mức độ thiền như chị Sơn Nga đóng góp thêm cái phần thiền á, thì quý vị biết rằng nó cũng còn nằm ở giới tưởng. Thì chỉ khi nào mình cái không còn dục lậu, vô minh lậu, tâm được giải thoát, thì trong cái đoạn 13 này đó, để tôi coi cái phần của cái website mới đó, cậu hủy để tôi coi coi có chỉnh là chưa, có tiện nay còn còn nói phần kia như chờ chút xíu. Rồi tâm dục lậu, các trong cái website này dục lậu tâm giải thoát cũng chưa có thay đổi. Tôi không hiểu cái website nào, nếu mà chị thấy cái website nào nói có điều chỉnh cái phần này đó, chị cho tôi link, send cái link cho tôi nha chị Sơn Nga. Rồi thì cái đoạn kinh này mặc dù rất là đơn giản, nhưng mà quý vị đọc không có làm quen á, không có được những cái nhìn thấy đầy đủ á, thì quý vị thấy rất là nó cũng không được rõ. Nhưng mà chị Sơn Nga với tôi cũng nói lộn thêm để quý vị biết rằng mình tu tập giáo pháp của Phật á, của Như Lai đó, không phải là mình những cái tất cả là quý vị, nên Đức Phật dạy nó là hoàn toàn cái phương tiện để giúp mình đi đến thành được cứu cánh giải thoát, nó là như vậy. Cho nên chính bản thân tôi thôi, lúc đầu tôi tu tập cũng như quý vị, thấy người tu người ta, những người khác tu cái này cái kia, hay là chấp thủ cái điều gì gì làm phước thiện này kia, mình thấy mình có vẻ mình cũng nói hoài mà người khác cũng không có nhận được, mình cũng nhiều khi ảnh hưởng cái tâm, cái sự, cái sân hận của mình nó cũng có chứ không phải không. Cho nên sau 5 tháng mình tu tập, mình nhìn chung lại Đức Phật dạy rất nhiều hạng người, cũng như Đức Phật khi mà thành đạo nhìn dưới hoa sen, Đức Phật không có muốn thuyết pháp, nhưng mà chư thiên thỉnh ngài, thì Đức Phật nhìn lại chúng sanh mỗi cái nghiệp, mỗi cái tánh khác nhau, ví như bông sen 4 màu ở dưới nước, dưới sình vươn lên nửa chừng nhờ vươn lên khỏi hẳn. Thì chính vì lý do đó thì giáo pháp được phổ biến đến ngày hôm nay, thì mình thấy là có rất nhiều người tu tập và căn cơ mỗi người khác nhau, thì tất cả đều cũng là an vui hạnh phúc. Nhưng mà mình nên nhớ rằng cái mình đừng có nắm bắt, không phải thoát ra khỏi hết, thì mình nhìn thấy lột từng lớp da một như vậy, rồi tôi nói lột từng lớp một thì mình sẽ mới thấy được, mình mới thoát khỏi cuối cùng là cái tưởng giới đó, nó là cái rốt ráo cuối cùng là mình thoát ra dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Thì tôi quý vị nào xem nhìn trong cái phần Messenger, quý vị có thấy không, quý vị Đã thấy thấy à? chúng ta có đưa lên. Thì tôi xin mời một vị nào, nếu quý vị nào có câu hỏi hoặc đóng góp cái phần mình trình bày trong 13 đó, quý vị lên tiếng. Thì để trước tới kế tiếp là mình đọc cái phần 4 phần này là quan trọng ngay trong cái hiện tại đời sống tu tập mình. Quý vị có đóng góp thêm hay không? Mấy chị có lên tiếng không? Mấy chị Diệu Thanh, chị Lợt, chị Diệu Lai, chị Ngọc Trân, chị Diệu Lễ. Dạ không. Thôi như vậy là để nhờ chị Thanh Xuân có thấy tôi paste xong cái Messenger không? Chắc chị không có thể thấy ạ. Dạ không có để ý. Rồi thôi trời, mời Rồi để cô con đọc nha. Kim Phượng đọc cái bài cái phần đó Chú nha. 16 chú mới bốc lên phải không? Đúng rồi, rồi 16. Dạ con xin đọc ạ. Thánh đệ tử ấy, này các ca la ma, với tâm không oán như vậy, không sân như vậy, không ới nhiễm như vậy, thanh tịnh như vậy,
Ngay trong hiện tại, người ấy đạt được bốn sự an ổn. Thứ nhất, nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Đây là an ổn thứ nhất vị ấy có được. Thứ hai, nếu không có đời sau, nếu không có kết quả dị thục các nghiệp thiện ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống với tâm không oán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ổn thứ hai vị ấy có được. Thứ ba, nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau được? Đây là an ổn thứ ba vị ấy có được. Thứ tư, nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh. Đây là an ổn thứ tư vị ấy có được. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, sa thú. Thì cái đoạn 16 này á, nằm trong cái bài kinh 65 mà các vị ở Kisabuta. Bài kinh này do Đức Thế Tôn thuyết. À, còn bài kinh hồi nãy mình học 65 á, là do tôn giả Nanaka. Thì Nanaka Ca Đá đó, thì thuyết cái phần số 13, 12. Nó đi sâu vào những cái phần đó. Còn bài kinh Kamala này đó, là tức là bài kinh 65 đó, Đức Phật khi dạy khi mình thành tựu là những cái pháp thiện cũng được giống như là cái phần của bài kinh 66. Thì Đức Phật có nói phần số 16 này là tại vì bài kinh 66 có 13 đoạn, bài kinh này tới 17 đoạn. Thì cái đoạn 16 này đó, nó sẽ làm cho mình thấy được một cái sự an vui hạnh phúc ngay trong hiện tại. Thì cái chữ y á, chữ ai một á, là như thầy một hai á, nếu có đời sau, nếu có kết quả dị tục các nghiệp thiện ác, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ thanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Thì đây là những người hành việc thiện. Việc ác cũng có. Thì người này nếu mà thực hành đúng như vậy thì thường thường thì được cũng còn nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này thiện rất là nhiều. Và khi nhờ cái phước thiện đó thì được sanh vào cái cõi thiện giới, tức là cõi đời hiện tại của mình, một cái chúng sanh như mình thì cũng được nhiều cái phước thiện. Cõi trời thì đó là những người thực hành theo những cái điều mà Đức Phật dạy hay một vị đạo sư nào đi đến để mình làm sao bào mòn những cái tâm bất thiện của mình, tham sân si, và buông tập những cái tâm thiện, không sân hận, đều được an ổn. Đó là cái phần thứ nhất, nếu còn có đời sau, tức là cái quả dị tục còn nghiệp thiện, nghiệp ác. Cái hai chữ y á, tức là nếu đời sau không có, là bậc chấm dứt sinh tử, là bậc A-la-hán. Nếu không có kết quả dị tục các nghiệp thiện ác, tức là không có việc thiện ác, thời ở đây, trong hiện tại, ta tự sống tâm không quán, không sân, không phiền não, được an lạc. Đây là an ổn thứ hai của vị ấy, tức là bậc đã giải thoát, bậc A-la-hán. Còn cái thân hữu dư này thì ngay trong hiện tại các ngài cũng vẫn được an lạc, an vui, hạnh phúc, mà sau khi bỏ thân mạng này sẽ không còn một cái khổ nữa. Thì tức là người đã không còn những cái dục lậu, hữu lậu và cái vô minh lậu, bậc giải thoát. Còn chữ ba, cái đoạn ba chữ y á, đây là cái chữ ba chữ y chữ bốn. Nếu quý vị đọc kỹ đi, quý vị thấy nó cũng khó hiểu phải không quý vị? Quý vị có mường tượng ra không? Để tôi đọc lại. Nếu việc ác có làm, nhưng ta không có tâm ác đối với ai cả, và nếu ta không làm điều ác, sao ta lại có cảm thọ khổ đau được? Đây là điều an ổn thứ ba. Bây giờ cái việc ác mình có làm, nhưng mà cái tâm mình không có ác. Mà đôi khi mình, quý vị suy nghĩ cho kỹ, có
có nhiều cái điều mình làm, nhưng mà cái tâm mình thì thật nó không có ác. Quý vị có suy nghĩ trong cái hoàn cảnh đó hay không? Thì Đức Phật dạy nếu mình tâm mình tu thực hành những cái điều thiện, tâm mình không có tham sân si, không có làm những cái điều thương tổn những người khác, mà chẳng may việc ác nó có lắm, nhưng mà tâm ta không có ác, thì cái vị này cũng tâm được an ổn ngay trong cái hiện tại này. Quý vị có thấy được hình dung nó như thế nào không? Dạ thấy, dạ giống như câu chuyện mà Lưu Bình Dương Lễ hay anh chú. Ví dụ như Lưu Bình Dương Lễ, như là làm ác nhưng mà tâm không ác, nhưng mà cho cái người bạn nó ăn cơm rồi thiêu là như thừa rồi đó. Thì cái với những cái trường hợp đó là cũng nó hơi tô đậm lắm, nhưng mà còn những cái điều rất là thường xảy ra, đơn giản chẳng hạn như con cái trong gia đình, những đứa ngỗ nghịch, và mình phải trừng tội nó, tức là mình đã làm nó cũng việc ác nhưng mà tâm không ác, phải không? Mình đánh nó mà phạt tay, phải không? Dạ. Thì tại vì cái những cái chuyện đơn giản, mà những cái việc làm quý vị đang làm, sống trong xã hội này, quý vị làm bác sĩ, kỹ sư, làm chính trị, làm cái gì hết, quý vị hết, quý vị con dạy con cái, quý vị hành một cái nghề gì cũng vậy, đôi khi quý vị làm nhưng mà cái tâm không có ác, là tại vì sự thật cái tâm mình đã quân tập đó, làm những điều thiện, nhưng mà chẳng may mình cái đó là cái nghiệp tới của mình phải làm đó. Đôi khi mình phải làm nhưng mà cái tâm mình luôn không có ác. À, quý vị, tôi thí dụ một cái điều nó hơi thô, nó kỳ. Chẳng hạn như một người làm một cái nghề sát sanh, tại vì cái nghề đó không còn nghề khác gì hết làm. Phải không? Thì sát sanh là cái nghề đó là nghề tội lỗi, phải không? Giết hại chúng sanh. Nhưng mà không có nghề nào khác làm. Họ phải làm thôi chứ sao sống. Nhưng mà cái tâm họ không có ác, tức là có nhiều người giết súc vật mà nó hành hạ súc vật, phải không? Có người không bao giờ hành hạ súc vật, vẫn nuôi, vẫn chăm sóc cho ăn, nhưng mà cái nghề nghiệp không có làm. Có những cái trường hợp đó quý vị nghĩ suy di tế lắm, quý vị thấy nó thô, nó kỳ cục, nhưng mà sự thật cái đó nó cũng có. Thì nói chung lên là để hai cái hình ảnh cho quý vị nhìn thấy chung chung á, thì làm sao mình có thể mình thành những cái việc ác mà mình làm. Đôi khi miễn cưỡng mình cũng phải làm phạm giới, nhưng mà cái tâm mình không có muốn như vậy, thì mình biết rằng nếu mình có làm như vậy đó thì mình cũng không có nổi phải bức ức, không có phải như những người mà có cái tâm ác như vậy. Thì cái trường hợp này tôi muốn mời quý vị đóng góp thêm cái phần này, cũng như chị Xuân Nga suy nghĩ như thế nào. Dạ em muốn đóng góp mà cái phần này, còn một câu chốt nữa. Dạ chưa, dạ nói cái phần này. Dạ hay là em nói phần này, thì cái phần này thì em cũng xin được một phút như thế này, là cái bối cảnh lúc Đức Phật nói đó cho những cái người ở cái đàn ở cái gì cái chốn đó, thì họ đang bị phân dân giữa sáu cái lý thuyết của các sáu vị đạo sư. Thì trong đó đó có những cái lý thuyết mà gọi là đoạn kiến, tức là chết là hết. Rồi có những cái lý thuyết là chết dẫn đường vòng, mình dẫn đi tái sinh hoài cho đến khi nào mà hết nghiệp thì thôi. Khi mà mình đọc về sáu cái lý thuyết mà gọi là lớn nhất của thời Đức Phật á, thì mình sẽ hiểu cái bối cảnh này. Thì thứ nhất thì Đức Phật nói lúc đó thì những người đó họ chưa có tin được những cái tái sanh hay không. Trong nhóm đó có người tin đoạn kiến, có người tin thường kiến, nhưng mà tin thường kiến hay đoạn kiến Đức Phật cũng chưa có nói ra lúc đó. Mà Đức Phật nói nếu mà những người nào mà tin có cái sự tái sanh là có kiếp sau á, thì kiếp sau khi mà người nào làm thiện kiếp sau sẽ được hưởng những cái hướng đó, và những người nào mà không có tin á là có tái sanh nữa đó, thì cho dù không có tái sanh nữa nhưng mà hiện tại mình làm thiện được tốt. Thì cái đó nếu mình hiểu cái đó là cái câu thứ hai như anh giảng nghĩa đó, như anh chia sẻ đó, là các bậc đã giải thoát rồi
thì có bậc giải thoát rồi á, thì đương nhiên là họ luôn luôn an lạc rồi. Còn cái người mà đang ngồi nghe Đức Phật nói đó, lúc đó đang chưa có biết, chưa tu vậy đó, thì ngài nói nếu mà cái không có cái kiếp sau á, thì người làm thiện vẫn có an vui được nhờ cái thiện lành của mình, ai cũng khen, ai cũng thích, ai cũng mến. Rồi cái thứ ba là người đó do làm ác, nhưng mà cái tâm không có ác, thì đúng là giống như ý anh nói, nhưng mà nó cũng có một ý nghĩa thêm nữa là chẳng hạn như những người cái những gì mình đã tạo ra rồi, thì cái quả nó đang trổ cho mình đây, cái quả nó đang trổ, nhưng mà cái tâm mình đó nó không có bị những cái không có bị cuốn trôi trong cái quả đó nữa. Chẳng hạn như bây giờ một người sanh ra nghèo, nghèo khổ là mình đã làm ác rồi, thì cái quả của nó cũng là mình nghèo khổ đói kém, nhưng mà không có gì cái sự đói kém nghèo khổ đó, cái tâm ác phải lên là đi trộm cướp, là chỉ làm những cái chuyện. Thì em thì em hiểu trong cái khuynh hướng như vậy đó. Kiểu em hiểu cũng cả hai khuynh hướng, một cái hướng là nhiều khi mình làm những cái chuyện đó nhưng mình cũng cố ý, nhưng mà theo em á, thì em thấy là nó đúng nghĩa hơn á, thì là mình đã làm ác rồi, tức là mình đã lỡ mình làm những cái chuyện có thiện rồi, nhưng mà bây giờ cái tâm của mình nó không có bị tham, không sân, không si với cái nghiệp quả đó. Nhiều người làm cứ nhớ mãi á, rồi bức rứt lo sợ hoặc là hối hận gì đó, tới đó là cũng là cái tâm ác á, đối với cái quả đó. Thì đó là cái cách mà em nghĩ, thì em chỉ chia sẻ thôi, thì đúng người ta thì cũng chưa biết, nhưng mà cái đó là cái hiểu của em là gì. Dạ, dạ sa thú. Dạ, với vị khác cái gì đóng góp thêm hồi này chỗ này thì ông nói dạ. Cái này chỗ độ này là nói là tùy theo cái nơi, cái hoàn cảnh, hay là tùy theo cái bất đắc dĩ mình phải làm. Ví dụ mình làm những cái chuyện ác, nhưng mình đánh ra, mình lỡ tay đánh, nhưng mà cái tâm mình không có ác. Nhưng mà cái này nếu mình làm như vậy thì nó cũng thành cái thói quen của mình, nhưng mà mình cũng phải tu tập làm sao cho nó tốt hơn, chứ đâu lẽ mình nói mình làm như vậy là mình không có đánh người ta, hay mình gì đó, mình không có ác, mình nghĩ mình không có ác thì mình làm hoài, nhưng mà vậy cũng đâu được. Nhưng mà mình thấy cái này chỗ này là rất dễ phải làm thôi, nhưng mà với cái chuyện là mình phải ráng cũng tạm sao mình bỏ được cái thân không có được làm như vậy nữa, thì nó mới đi tới từ mới đó tới những cái nó tốt hơn chứ còn mình nói mà mình cái thân mình là mình đánh mình, nhưng mà cái tâm nó phán thì như vậy nó thành cái thói quen cho cái thân hành của mình làm cứ đụng đâu với mình đánh đó, đụng đâu với mình ấy, nó cũng đâu có được. Thì mình biết cái chỗ này là bất đắc dĩ thôi, nhưng mà mình phải tập cho nó rốt ráo hơn, thành ra cái thân mình đừng có làm như vậy thì nó mới được hoàn hảo hơn, theo như là Ngọc Trân nghĩ như vậy. Rồi đóng góp tháng tháng thì chị cũng nên biết rằng cái nếu mà cái người tu tập không tham, không sân, không si, câu hữu từ bi hỷ xả, thì người này bao giờ làm ác đâu, bao giờ đánh người ta đâu. Chẳng hạn thí dụ con mình đó, dạy nó không được thì không phải đánh không, mà chẳng hạn mình bỏ lối nó một bữa, không cho tiền đó, bắt nó đi bộ, đó là một cái chuyện ác, phải không? Nhưng tâm mình không có ác là tại vì mình làm gì cho nó thấy khổ để nó phải sửa đổi, thấy không? Đó là những cái phương tiện chứ không phải. Nhưng mà nó không thay đổi thì mình cũng đâu có bao giờ làm gì nữa. Nếu mình làm gì là mình đang sân, phải không? Thì nó làm mình bắt nó đi bộ là cái đó là tập cho nó đi, thì đó là một việc ác rồi. Nhưng mà nó không đi thì mình về nó không đi thì không đi thì mình không có làm nữa à, thì tại vì nó đã cố định rồi, không có làm nữa thì mình không có làm. Nếu mình làm nữa là mình sân cái tâm bất thiện, phải không? À, mình phải nhìn cái pháp giảng dạy con mình cũng vậy, có đứa mình dạy được thì mình dạy, còn không thì cái nghiệp đó thôi, chứ không phải mình mang cái nghiệp của nó, tức là mình dạy nó hoài không được, mình tạo được điều ác, tức là mình mang cái nghiệp chồng lên đầu của mình. Nên như hai cái con bò và cái ếch, con bò và cái ếch nó khác nhau, nhưng mà mình lại chồng cái ếch vô hoài thì tôi thí dụ dài trường hợp đứa con nó dạy được có những cái chuyện mình nhiều khi mình phải vận dụng cái tâm từ mình làm như vậy,
Nhưng mà nếu không được, mình tại sao mình phải mang cái ách vô, phải không? À, đương nhiên cái người đó phải thấy như vậy, chứ không phải là bao giờ mình cũng làm như vậy hoài. Nếu mà làm như vậy mình đâu phải có tâm thiện đâu, phải cái không? này làm cũng là bất đắc dĩ thôi. Thì đó là cái bất đắc dĩ để mình giáo hóa, hay là một gì hoàn cảnh. Bây giờ tôi hỏi chị, có nhiều cái công việc làm trong hãng xưởng, chẳng hạn tôi đi làm nè, cái trong cái hãng xưởng kêu làm điều này, mình làm cái chất lượng, bây giờ nó nói làm không có cầm chất lượng, cái việc ship đi, gửi đi, thì mình làm điều đó điều bất thiện. Nhưng mà cái tâm mình không có ác, cái tâm mình không có làm điều thiện, là tại vì mình dâng lệnh cấp trên. Thì đó là trong những cái trường hợp đó. Thì cái người này luôn luôn là quân tập cái tâm thiện, có chức năng nghề nghiệp, nhưng mà chẳng phải như vậy. Họ làm cái điều sai đó không phải vì ý muốn, và vì bởi những lệnh gì khác. Cái người đó là luôn luôn đối diện như cảnh đó, là họ phải có một cái nhìn trí tuệ là ngay chỗ đó. Như chị Sơn Nga nói đó, việc ác đã làm, thì để nói thêm cái cạnh cho chị Nga nói, việc ác đã làm lại đó, thì cái thí dụ của chị Sơn Nga nói rất là hay, là tại vì nhiều khi mình đã làm việc ác rồi, mình thấy, thì sau khi làm rồi mình thấy, mình biết là cái mình làm thì vô tình cái tâm mình không ác thiệt, nhưng mà chuyện xảy ra thì mình biết rằng cái nghiệp nó sắp tới, nó sẽ sắp tới, nhưng như vậy mình cũng biết nó, là mình cũng thấy được an ổn, là tại vì tâm mình không có ác. Rồi cái ý nghĩa đó chị Sinh Nga nói rất là hay, bởi vì hãy nhìn cái chỗ đó, có nhiều khi những cái chuyện mình đã làm khổ người trong gia đình mình, nhưng mà cái tâm mình không có nghĩ cái điều đó, thì cái điều đó mình biết rằng ôi cái điều đó sau này mình sẽ nhận. Chẳng hạn như người chồng lớn tiếng người vợ nhiều năm tháng, tới một giai đoạn nào đó tu tập người chồng biết, thì người vợ la nạt nộ người chồng lại, thì người chồng biết, người chồng thấy là cái đó, cái chuyện đó là chẳng có cái gì hết, an ổn, và an ổn chỗ đó. Thì đó là tạm thời cái phần ba chữ A, và tới phần chữ số 4 ạ. Thì cái phần này nó cũng nó hơi giống giống phần trên, nhưng mà cái câu hỏi cái phần 4 này, nó có một cái câu hỏi của Hải Sưng hỏi lúc trước á, người vô tình cố ý làm một cái chuyện ác, thì người đó có nhận hậu quả như thế nào không? Thì cái câu đó hỏi nó giống như này. Tôi xin đọc lại, nếu việc ác không có làm, việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện, do ta làm vô ý hay cố ý, ta quán thấy ta hoàn toàn thanh tịnh, đây là an ổn thứ tư. Thì đây là trường hợp đó, cái chuyện xảy ra mà mình không có làm, nhưng mà tại vì mình không có làm, mình không có cố ý, nhưng mà sự thật á, nó đã xảy ra, do ta cố ý hay là vô ý, vô tình, thì cái tâm một cái người tu không làm ác, không sân, không hận, không có những cái tâm bất thiện á, thì bao giờ họ cũng thấy tự tại, thấy an ổn. Và lỡ có chuyện gì xảy ra làm cố ý, thì cái người này cũng thấy an ổn, là tại vì cái tâm mình không có dính tới nó, tâm mình không có nghĩ rằng cái điều đó. Thì cái điều này với cái điều 4 á, nó giống giống với nhau. Một cái á, việc ác có làm, một việc ác á, không có làm. Cái trên á, thì cái tâm ta không có ác. Cái thứ hai á, thì nó cũng gần như tâm không có ác, nhưng mà vô ý hay là cố ý. Thì quý vị thấy rằng nói chung hai cái phần số 3 và số 4 này đó, là Đức Phật dạy nếu mình có một cái tinh thần tu tập đoạn giảm tất cả những tham sân si, và có cái lòng từ, không sân không hận, thì những cái việc này nó xảy đến như thế nào, cái tâm của vị này cũng luôn được an ổn. Tôi chỉ nói là an ổn chứ không phải không có tội nha quý vị. Tâm được vẫn an ổn là tại vì họ sẵn sàng chấp nhận những cái nghiệp xảy đến đó. Tôi không có nói là không có lỗi, nhưng mà cái nghĩa là cái tâm của người này đó, là tại vì họ biết được tất cả những cái gì nhân duyên đều do có cái nhân và quả hết, họ thấy tự tại, họ không phải lo sầu bi khổ não như những người không tu. Thì cái người mà nhìn thấy cái trí tuệ như vậy, đưa giáo pháp của Như Lai như vậy, họ thấy được, thì họ bao giờ cũng sẵn sàng đón nhận.
không sân không hận mà quý vị phải không? Đó, thì tôi dừng ở đây, mời quý vị đóng góp thêm cái phần 4 cũng như phần 3 nhà, mời quý vị. Dạ, chú cho con hỏi, như có một cái nghề nghiệp vì cái mưu sinh, ví dụ như con nó làm cái nghề mà giết heo á, như vậy ví dụ trong cái tâm người đó là không có muốn làm, mong muốn là mình có một cái nghề khác để mà làm mưu sinh, nhưng mà đi ra làm cái nghề khác lại không đủ chi phí để mình cho gia đình, cuối cùng cái người đó quay vô lại một con đường làm giết heo lại, thì con thấy có tội không chứ? Mà con nghĩ nếu mà nó vô đó là thành có cái tội sát sanh đúng không chứ? Thì theo nghiệp á thì nó là có cái tội, nhưng mà tôi cũng có giải thích cái phần này, thì theo cái ý của tôi thôi, thì tôi khuyên những cái người giết sanh chẳng hạn như cái người làm nghề biển á, thì thật quý vị nên biết rằng mấy cái nghề đó, đó quý vị sẽ gặp đối diện với mấy người đó có hai cái trường hợp rõ ràng. Một người sát sanh mà cái tâm cũng giống như là thú vật sát sanh vậy, hung dữ, mắng chửi chém giết người khác, phải không? Có không? Quý vị thấy những người đó không? Còn một loại người, hạng người làm những nghề đó nhưng mà cái tâm tư họ rất là hiền, con cái cũng không có đánh đâu quý vị, chỉ đi về làm vậy rồi ngủ ăn rồi thôi. Quý vị có thấy những người đó chưa? Có dạ, hai hạng hình dung. Mấy người dân biển, có những người ta cũng đi đánh bắt cá, người ta đâu có biết là cái người đó mà mình đi đánh sát sanh đâu. Đó, tôi điển hình ra, tôi mục đích tôi thấy rõ ràng chính người thân trong gia đình tôi cũng vậy, là ở bên Việt Nam á họ làm cái nghề giết heo nhưng mà về cái là chỉ lo làm tiền rồi đưa cho vợ con đi sống đó vậy thôi, rồi đó, rồi tại vì họ không có nghề gì khác làm hết, mà nhưng trái lại những cái người sát sanh là hung dữ muốn giết người như giết thú vật gì đó, cho nên á, cái người mà vì cái nghề làm việc như vậy á, nhưng mà cái tâm họ không có ác, họ sống không có lừa lọc ai hết, về cái tiền cái giao cho vợ con làm giàu ăn vui hạnh phúc rồi đừng ai làm phiền mà tới, thì sự thật ra những cái người đó cũng là mang cái nghiệp, cũng có cái nghiệp chứ không phải không. Nhưng mà tôi thường thường mấy người gặp tôi hỏi như trường hợp cô Kim Phượng nha, tôi mới nói thì mình không biết giáo lý của Phật thì mình không thấy thì thôi, nhưng mà khi mình đến giáo lý của Phật á thì bây giờ mình thấy đó là một cái nghề bất thiện thì mình cũng nên có cái tâm ý sửa đổi, mình phải có cái nguyện sửa đổi, thì khi mình làm những cái điều đó và mình cũng tới sám hối, tập nghe pháp thì bao giờ mình cũng tập làm những cái điều thiện, số tiền mình nên dành dụng bố thí cúng dường. Cái thứ hai là mình phải có cái nguyện cho con tìm được, mình làm những điều thiện mà bố thí cúng dường, nguyện cho con những cái phước thiện này cho con kiếm được cái nghề nghiệp gì khác để con đổi nghề. Tôi chỉ giúp họ là làm những cái chuyện đó thôi, thì cái sự giới hạn đó tôi suy nghĩ là tôi chỉ có giúp được trường hợp đó. Cho nên nói chung lại á, là sự tu tập của mình, nếu mình nhìn thấy con đường rõ ràng thì tu tập á, là tất cả hành nghiệp mình, nó là mình là ông chủ nghiệp, mình là ông chủ nghiệp tất cả hết, mình không có chạy thoát được. Thì mình là chủ nghiệp thì mình phải tự mình làm, không ai bắt buộc mình phải làm hết. Thì sở dĩ mình có ngày hôm nay không phải là đương nhiên là cái nghiệp ông trời cũng cho mình, mình phải làm như vậy. Sự thật đó là cái nghiệp của mình làm và mình phải gia trả. Thì cái nghiệp mình làm thì mình biết được nguyên nhân, thì mình phải hiểu rằng có những cái phương pháp mà Đức Phật dạy, mình sẽ bắt đầu gọt lại, sửa sạch lại tất cả những cái gì lỗi lầm trước trong quá khứ mình không biết, nhưng bây giờ mình làm theo lời của Phật Phật dạy, thì thứ nhất á, là mình làm sao cái tâm mình đừng có ác. Thì tôi đóng góp cái phần này nói tóm tắt gọn hơn nữa, thì mình cứ việc thực hành, không phải nghe suông, mình phải nghe văn tư và tu, làm như thế nào mình thành tựu tới đâu mình cũng không có chấp, mình làm sao vượt tất cả những cái giới tượng, thì mình làm như vậy mình mới thành tựu đến con đường lục đạo, còn không thì mình vẫn thấy được an vui hạnh phúc trong cái hiện tại cuộc sống mình.
Nếu mình nhìn thấy rõ và mình thực hành đúng theo lời Đức Phật thì bao giờ cũng có an vui hạnh phúc. Mình lỡ tay hay là mình vì vô ý phạm lỗi nào, mình cũng thấy an vui ngay trong hiện tại, là vì mình sẵn sàng đón nhận với tất cả những gì đến với mình. Mình không có đổi thừa ai, mình không có oán trách ai. Đó, thì tôi xin dừng lại ở đây và mời quý vị đóng góp thêm. Mời chị Xuân Nga. Dạ, cái phần này em cũng xin được đóng góp là trong kinh Đức Phật thường hay nói á, những cái người nào mà thọ dụng cái dục á, rồi là cái dục gì thì cũng là do cái dục tầm, cũng do cái dục tầm dục tưởng thì nó mới ra cái do từ trong cái tâm nó mới ra cái thần cái khẩu. Vì vậy cho nên mình là phàm phu, cái những cái việc mình làm á lâu ngày nó thành ra là cái nghiệp, và mình cũng không thể nói, ví dụ có nhiều người thấy hiền lành thì đi làm đồ tể thì phải, nhưng mà lúc nào mà lỡ có gặp những cái chuyện mà nó đụng vào cái sự sân hận mà họ phải phát lên á, họ quen chém á, quen đập rồi thì cũng nguy hiểm lắm. Thì cái đó là điều mà theo em nghĩ á, nếu mà một người mà người thân mình hay người quen mình á thì mình cũng phải cố gắng khuyên làm sao người ta bỏ đi. Thì cũng như thì đương nhiên mình phải chấp nhận một cái sự thiệt thòi, nhưng mà Đức Phật nó giàu với nước mắt chảy với lại cái sự khổ, nhưng mà người ấy cũng không tiếp tục những cái nghiệp nào gọi là ác nghiệp. Thì cái trường hợp ví dụ như đứa con gái của em mà đó đi học, nó học về cái ngành về khoa học á, thì khi mà nghiên cứu để mà về thần kinh á thì phải đem cứu ra để mà mổ xẻ, thì nó không làm được, không cách nào nó giết con cứu nó còn sống để mà chích điện hay là, thì nó bỏ nghề đó, thì nó đi học qua cái khác. Thì nó về nó nói với em là nó rất là thích cái nghề đó, rất là thích cái môn đó, nhưng mà nó không có biết nó không có ngờ trước là phải thí nghiệm những cuộc sống như vậy. Thì em cá nhân thì mặc dù cái gì thì cái học của nó cũng bị lật đật, thì bây giờ mình thay đổi á, có sự thay đổi. Ngay lúc hồi xưa mà học ở trong cái trung học như vậy đó, thì khi những cái gọi là thí nghiệm về mấy cái lúc về cái phần mà sinh vật học đó, chỉ như đem một cái con cá sống lên gì đó rồi mổ ra để coi cái xương, rồi coi cái những cái cấu tạo thì nó cũng không làm được, thì nó cũng chấp nhận cái điểm xấu thôi. Tại trong trường điểm xấu là nó không có làm được cái đó, thì nó bù qua những cái điểm khác. Nhưng mà cái đó là một cái làm như là một cái tập quán quen của những người mà nó không thể nào mà làm những cái chuyện mà giết hại một cái chúng sanh khác, dù là được một con thú. Thì cái nó cũng là do một cái bản năng, chắc là cũng từ bao nhiêu kiếp, hoặc là cũng được do cái sự dạy dỗ của mình. Thì em nghĩ rằng là nếu mà mình muốn bước vào con đường tu á, thì năm cái nghề mà Đức Phật nói là chánh nghiệp, chánh nghiệp mình cũng phải tránh, dầu là mình gặp những cái thiệt thòi khổ đau hay khó khăn, nhưng mà nếu mà thật ra nó phải có cái, cũng có cái dư nghiệp, mình cứ đừng có sợ rằng mình không làm được cái đó là cái sẽ chết đói hay gì, nó lúc nào nó cũng có một cái gì đó. Mình nếu mà có niềm tin á thì nó cũng có một cái cách để giải thoát ha, không có sao. Chứ còn theo em nghĩ á, nếu mà đi làm vào một cái nghề nào mà như sát sanh hay là làm những cái chuyện mà nó hại đó, thì cái tâm mình đó là một phạm nhân, không thể cách nào mà không bị ảnh hưởng vậy. Thì đó là cái nghiệm của em. Và nếu mà em ở trong cái hoàn cảnh đó thì em cũng sẽ tìm cách thoát ra, chứ không thể nào mình an nhiên được trong cái chuyện này. Đây, đó là cái nghiệm của em. Dạ, sa thú, thì sự thật nó là như vậy. Thì tôi giải thích như vậy là cái câu hỏi của cô Kim Phượng á, đó là những người trường hợp không có phải là Phật tử thường hành. Chứ người Phật tử thường hành thì những cái nghề đó
họ đâu có làm, nhưng mà tôi chỉ thí dụ ra thôi để quý vị biết rằng á, cái câu hỏi á, thì những cái người đến tôi á, hỏi tôi thì tôi khuyên mình phải có cái nguyện á, tại vì hồi đó mình đâu có tu học, mình đâu có biết gì đâu, mình đã sanh ra cái nghề này thường thì như là cái nghiệp trong quá khứ đó nó có rồi, thì bây giờ mình phải sống cái nghề đó. Thì mình đến giáo lý của Phật, mình biết cái nghề này là không nên làm, mình phải có cái nguyện, mình phải hồi hướng à, bố thí cúng dường những phước thiện nào mình cũng có cái tâm nguyện được đó, thì một ngày nào đó mình sẽ thành tựu theo ý nguyện của mình. Còn đối với những cái người tu tập như mình thì đương nhiên rồi à, như con của chị thì trong quá khứ cũng đã là những cái người tu tập cũng đến Phật pháp, thì đương nhiên cái tự tánh nó là phát sinh từ đứa nhỏ ra cũng cũng nó được cái thể hiện cái lần đó. Đó thì mình nói rõ hơn cái phần đó là như vậy, chứ không phải là mình giờ đi tu tập mình làm những cái ngày đó là đương nhiên là mình không có chấp nhận. Chẳng hạn như mình muốn bây giờ cái chuyện gì bây giờ cũng đâu có muốn đi làm nữa, cái gì lớn tuổi hết rồi phải không? Có những cái người mà phải đi làm đang sống á, thì trong cái hoàn cảnh phải nhìn cái giáo lý của Đức Phật dạy đó để làm kim chỉ nam để mình sống thì an vui hạnh phúc. Còn nói chung cái bài kinh này á thì là những cái người biết được giáo lý của Đức Phật, biết được phương hướng việc làm, thì làm sao mình buông tập được điều này thì cái tâm mình đó nó sẽ được luôn luôn yên ổn, nhất là cái phần thứ ba và thứ tư mình dính vô cái những cái nghiệp mà còn phải cưu mang những cái nghiệp đó, chẳng may thì mình cũng thấy được an ổn, là tại vì mình cũng nhìn thấy được cái phương pháp để mình đoạn trừ tất cả những cái khổ về sau. Đó là tôi xin nói cho nó rõ hơn ha, để quý vị khỏi có nghĩ rằng nó không có đúng theo cái ý của tôi ha. Thì quý vị nào có đóng góp thêm không quý vị? Cho hỏi như chỗ này, Dạ. ví dụ một người mà đi biển sát sanh như vậy đó, nhưng mà cái công việc đó là người ta làm, thì người ta làm để là cuộc sống, trong cuộc sống thôi, nhưng mà cái tâm ta hiền, cái tâm người ta cũng biết môn tập là cái tham sân si của người ta, ta muốn tu cái phần đó, ta biết là cái đó là không có tốt, là tu sửa, ta cũng biết làm thiện làm phước, nhưng mà nếu như vậy cái người nếu mà tương lai cái quả đó là mình nhận được cái quả gì, đưa đến xấu như thế nào sao, thì anh giải thích chỗ này cho rõ chỗ này. Thì nãy tôi có giải thích đó là do cái nghề đi biển thì gì đó người đó không có cái nghề nghiệp gì làm, nhưng mà trong quá khứ mình đã làm cái nghề đó rồi, thì lúc trước mình không có tu tập, bây giờ mình tu tập mình nghe được những cái điều thiện thì mình thấy rằng những cái điều này mà đối với cái vị đó nó không không còn quan trọng để mình làm nữa, mình có không phải làm nữa ha, thì lại được cái an ổn. Còn á, đối với việc quá khứ mình làm á, thì hồi nãy tôi có nói đó là bây giờ mình bố thí cúng dường làm điều thiện có nhiều việc nó phúc thiện lắm, không phải chỉ chùa chiền không, mà những cái việc mà đóng góp trong xã hội á, thì khi mình làm một cái điều thiện gì mình tự nguyện mình đem những cái phước thiện này á, cho con á, gặp được cái thiện trí thức á, hay là con tu tập cách nào à, gặp nhân duyên gì để con đoạn tận tất cả những cái phiền não ngày hôm nay có, và nếu mà được thì con có thể đi sâu vào Phật pháp à, để làm những cái điều mà con nghĩ rằng bấy lâu nay con đã làm, con sẽ sửa đổi lại những cái điều đúng như lời Đức Phật dạy, thì với cái nguyện đó. Còn cái người mà đang làm mà không có thể kiếm được người nào khác làm thì cũng phải nguyện như vậy, cho con đổi nghề là tại vì cần phải có việc làm để sinh sống. À, thì những người hành những điều đó à, mà với cái ước nguyện đó thì tôi chính bản thân tôi biết là những cái người mà là ngư phủ à, sát sanh ra ngoài biển bắt cá những người, nhưng mà coi họ bắt những con cá lên rồi là họ không có làm cái kiểu mà sát sanh người khác đâu, họ rất thương là những con cá gì mà không ấy là họ cũng giục trả lại với biển, nhưng mà không à, cho nên à,
là mình thấy là tại vì cái người đó cái nghề nó sinh sống nhưng mà cái tâm họ không có ác, phải bắt buộc phải làm như vậy thôi, thì những người đó có những cái tâm thiện chứ không phải là không, nhưng mà gặp được cái may mắn mà những người nào mà có tu tập hướng dẫn họ đó thì họ sẽ thoát ra khỏi những cái nghiệp sát sanh, cái nghề đó lắm, có thể làm được chứ không phải không. Nhưng mà con cái Nhưng đó, mà ta làm ta biết cái tâm, cái tâm ta có tâm thiện nhưng mà ta không biết cái hướng mà tu tập về cái hướng của lời Đức Phật dạy. Ta chỉ biết là cái tâm ta thiện, ta thấy là tội tội vậy thôi chứ ta không có cái nghiệm gì hết trơn. Ta chỉ thì làm mình mà phải ta biết khuyên tham chị sân si vậy thôi, mình phải nó khuyên xấu vậy thôi, mình làm mình bỏ vậy thôi chứ ta không có cái nghiệm gì hết, không không cần người ta hết. thì cái vị đó đó thường thường là những người không có đi sâu vào, không có gần gũi đến giáo giáo pháp của Phật đó, mà chẳng may có nhiều người gần gũi với giáo pháp Phật mà tu tập cũng cũng không có thay đổi gì nữa. Chị thấy những hình đó không, những hình ảnh đó có chứ phải không. Đó, nhiều người rất là thiện, không phải là tu tập, họ rất là thiện nhưng mà họ chỉ sống khư khư như vậy thôi, nhưng mà đến gần Phật pháp họ cũng không chịu nữa. Mà có người đến gần Phật pháp mà cũng vẫn như vậy thôi, cũng chẳng có thay đổi được gì hết, thì đó là tại vì cái nghiệp duyên của họ mấy vị đó thôi. Thì chỉ con cái là người thân của mình đó, là chỉ tôi thường thường tôi cũng chia sẻ là khi cha mẹ hay người thân trong gia đình mình có những cái chuyện ngặt hay là đã qua đời thì hỏi làm sao, thì tôi nói thì mình làm những cái điều phước thiện gì, dầu một cái điều rất là nhỏ, bố thí đồng tiền nhỏ cho kẻ cần, thì mình có nguyện phước báo này để hồi hướng những người đó, với cái mục đích gì đó mình hồi hướng cho họ, thì lâu ngày thì không chừng họ sẽ nhận được những cái nhân duyên tốt để thay đổi những cái hoàn cảnh, cái nghiệp của vị ấy. Đó, Vậy chỉ cơ. đó, chỉ vậy thôi. Đó. Và cũng muốn ăn gì? Spaghetti á. À, chị Lật nói Tắc gì chị biết. Lật? Ô Tắc dạ dạ không, tại vì cháu nó hỏi. Sorry, tôi tắt mic dạ. À, quý vị có đóng góp gì thêm nữa không? Dạ, trễ quá rồi chú mà giờ. À, Thu có Đâu muốn được nữa. Thu có nói gì nữa Dạ, không? thu hỏi. Thu hỏi Nhưng gì? mà giờ trễ quá rồi, có nói được không chú? Được, nói đi có gì không? Nói đi chị sĩ đi. Dạ. Thì nãy giờ con ngồi con nghe cái phần này á, thì con thấy là nó có một cái sự phân biệt. Vì sao mà một người họ có thể làm một cái nghề mà mình thấy cái nghề đó là một cái nghề bất thiện mà họ không thể dứt ra được. Thứ nhất á, là có thể là nó có thể chia làm hai, một một bên á, là những cái dạng người mà họ không có hiểu về Phật pháp một cách gọi là đi sâu nó. Còn một bên á, là có những người người ta hiểu nhưng mà cái hiểu người ta nó cũng chỉ là một cái bề nổi ở trên thôi, nó không có thật sự là rốt ráo. Nếu như giống như là có thể là do mình đó là tu tập cái tâm từ của mình đó, nhiều đời nhiều kiếp nó không có nhiều để mà mình có thể buông được hết tất cả. Giống như Đức Phật á, mà con coi cái bộ phim về Đức Phật á, thì cái lúc mà những cái vị thái tử mà thi về cái cuộc thi mà bắn cung á, để bắn văng cái con chim lên trời rồi bắn chết á, thì Đức Phật không làm được một cái việc rất là nhỏ nhưng Đức Phật quyết định Đức Phật không làm là không làm, bởi vì cái tâm tịch Đức Phật đã tu tập từ nhiều đời nhiều kiếp nó đã quá sâu dày rồi, Đức Phật không thể nào làm được. Còn với chúng ta thì cái tâm tưởng chúng ta nó còn rất là yếu, cho nên chúng ta buông không có được, chúng ta nghĩ tới những cái lợi ích, những cái tham, tự nhiên mình buông ra thì cái cuộc sống của mình nó như thế nào, rồi mình lấy cái gì để mình ăn đó, những cái suy nghĩ đó làm cho ta buông không có được. Chứ nếu như thật sự mà ta buông một cách rốt ráo luôn á, đến mức độ mà ta không có cái ăn, ta có thể đi ăn xin luôn á. Nếu mà cái suy nghĩ của chúng ta, nếu mà mình gọi là buông cái tham đó, cái tham nó dẫn dắt chúng ta, làm cái tâm của chúng ta không có rốt ráo được, người ta mình không có từ bỏ được, cho nên là mình cứ biện lý do là mình còn cái cuộc sống, mình còn cái sự mưu sinh, mình không có thể buông được. Nhưng nếu mà cái tâm của chúng ta mà nghĩ gọi là buông, mà buông hết luôn, buông đến mức độ mà gọi là nếu mà cái nghề đó mình không làm nữa, đến mức độ là mình đi ăn xin luôn á, là mình vẫn chấp nhận, thì mình không có muốn gieo một cái tâm bất thiện,
thì không có gì là không được hết, chỉ tại vì cái tâm của mình không có thể nào buông được thôi. Mình không buông được những cái tham đời của mình, những cái tham gọi là của cuộc sống này, thành ra là mình chấp nhận nó mình mới làm thôi. Chứ con nghĩ đó, đúng là thực sự là cái tâm của mình mà được khôn tập tâm từ bi nhiều đời nhiều kiếp đến mức độ mình chấp nhận mà mình đến nỗi mình không còn gì nữa luôn á, thì con nghĩ là không có gì sống buông được hết. Thì nó hơi nếu mà nói về cái con người chúng ta thì nó hơi quá, nhưng mà tới khi con nghĩ xa đến mức độ đó luôn á. Có nghĩa là nếu mà mình buông á là buông rốt ráo luôn, mình không cần biết rằng là cái nghiệp của mình nó có thể là, có thể là mình từ bỏ cái này thì nó có thể dẫn dắt cho mình tới một cái khác. Có nhiều người thì họ không nghĩ được vậy, họ nghĩ được cái hiện tại thôi, nên thành ra là họ làm không được, họ không giúp được. Cho nên nó còn thấy rằng đó là không thể nào mà nói rằng là một cái người mà làm cái vấn đề ác mà cái tâm họ thiện được, không cách nào thiện được hết. Cái đó là họ tự cho là họ thiện thôi, họ tự cho là họ thấy họ tiện thôi, chứ thật sự không thể thiện được. Một cái người mà cái tâm từ bi họ không thể nào tài nào có thể cầm cái dao lên để có thể mà giết một cái con vật đang còn sống được, họ làm không được. Có nghe Đức Phật đấy, Đức Phật không thể nào bắn con chim mà để mà lúc đó là ai cũng là kêu Đức Phật là phải làm, nhưng Đức Phật không làm được. Không làm là không làm, bây giờ có như thế nào cũng không làm. Rồi thôi được rồi, để giải thích cho Thu biết thế này. Thì mình nghe thí dụ, nghe lời giải thích thì mình phải nắm vững từng phần. Thì cái người sát sanh đó, tức là cái người không phải làm điều thiện, cái người làm nghề sát sanh đó, cái người đó làm dưới về cái nghề, và cái người đó không có biết pháp tu tập là cái giai đoạn đó. Nhưng sau khi tu tập họ biết thì cái chuyện vấn đề khác, phải không? Là một cái. Thứ hai, trong trường hợp những người có cái tâm chẳng hạn đơn giản như là ví dụ như con chị Xuân Nga đã giải thích đó, có những cái nghề học và để xúc phạm sát hại chúng sanh, thì cái đó là cái tâm tư, cái nghiệp quân tập những cái điều thiện trong quá khứ là họ đã có. Mỗi người có một cái nghiệp duyên của mỗi người, đó là thứ hai. Cái thứ ba đó là mình nhìn thế này, sự thật ra mình không có đương đầu đối với những hoàn cảnh, thì mình nói rằng rất là đơn giản, nhưng sự thật mình sống trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới biết rằng sự thật mình đã vượt khỏi hay không. Thì tôi cũng thường thường tôi thí dụ với người á, các vị đó, nhất là những chuyện gia đình ghen tương với nhau, người này thì chê người kia, nhưng mà khi quý vị dính vô rồi quý vị sẽ biết, quý vị đói rồi quý vị sẽ biết, chứ quý vị chưa từng đói thì quý vị chưa có thấy được. Thì lúc đó cái tâm tư nó như thế nào. Còn một điều nữa, mình buông tập tâm sân á, từ bi hỷ xả đó, không phải là mình cho ai, như chị Sinh Nga nói, là mình đang tu tập cái lòng sân của mình. Mình hiểu những cái pháp tu tập đó, nó có nhiều cái khuôn khổ, và mỗi người có hoàn cảnh với nhau, rồi mình thực hiện, mình nói quả quyết, thì mình phải đương đầu cái điều đó rõ ràng. Nếu mà mình không làm nghề đó mà mình đói, mình chết, con mình không đủ đồ ăn, thì mình đương đầu có nổi được hay không? Nếu mình thực hiện được thì điều đó rất là trân quý. Nhưng mà tôi nói tóm lại chung á, những cái pháp gì mình làm được, mình nói được, mình thực hành được, thì đó là luôn là một cái điều mình phải làm. Còn những cái điều gì mình chưa thực hiện được mà mình nhìn á, thì mình phải ráng, mình ráng sự thật mình đã có vượt qua hay không. Chứ con đường tu tập mình nó đi từng cái mức độ giai đoạn. Thì tôi cũng thường chia sẻ với quý vị đó, mỗi người sống trong một cái nghiệp, cái nghiệp, cái giới của nghiệp đó, nó bao trùm trong cái thế giới. Cái sự hiểu biết nhẵn nhĩ tỷ thiệt, họ chỉ nhìn trong giới hạn cho đó. Mình khác, người khác khác, bậc tu, bậc thánh khác, bậc giải thoát khác, nó nhìn giới hạn. Cho nên mỗi người bị cái giới là bằng bao vây của mình, cho nên mình chỉ nhìn và tư duy của mình thì mình biết là cái giới hạn của mình như thế nào. Thì để như vậy để mình nhìn thấy rằng mình có một cái nhìn chung chung đó, để mình đối đầu với cái thực cảnh hiện tại của mình thì mới thấy là an ổn. Chứ còn không đó thì mình thấy cái nhiều cái nó cao quý nhưng mà mình
không có thực hành được thì cũng điều đó sẽ khiến mình phát sinh cái lòng sân. Nói vậy thôi đó. Thì nói chung là cái bài kinh ngày hôm nay đó là mình phải thực hành từ cái pháp đơn giản nhất là tu tâm điều thiện, và những cái gì mà nó sai quấy trong cuộc đời mình thì mình bao giờ cũng phải nhìn và thay mà sửa đổi, mà rủi nó có cái gì thì mình cũng thấy an ổn là mình sẽ chấp nhận cái quả nghiệp đã tới. Thì Đức Phật dạy đó là như vậy. Thì cũng cảm ơn cái lời của cô Thu Nguyễn nói như vậy, nhưng mà sự thật ra đó nó không phải đơn giản như vậy đâu. Đó là những cái bậc đã giác ngộ, những bậc thánh. Dạ đúng rồi. Tại người phàm của mình đó, tu với tâm từ của mình còn yếu đó, cho nên mình không có thoát ra được. Cho nên chính nếu như Đức Phật là không có chấp nhận, không làm luôn. Ý không nói là tại cái người phàm của mình đó, cái tâm từ của mình tu nó còn yếu quá, nó không có được mạnh đó. Cái nếu nó mạnh đó thì không làm được đâu à. Thì dĩ nhiên rồi, Đức Phật đâu. À, thì dĩ nhiên rồi, cho nên đó, mình thấy những cái người sát sanh, rồi những người sát sanh sau khi trước không tu tập, bây giờ họ tu tập, những người thân mình đang hành những cái nghiệp nó không có đúng theo cái nghiệp thiện, thì đối với những cái người trong gia đình mình phải cư xử như thế nào, và gặp những cái người trường hợp bản thân của mình có những cái lời khuyên thì mình cũng nên nhìn thấy để thấy cái mức độ giới hạn của mọi cái hoàn cảnh mọi người để mình xử lý. Thì đừng có xử lý những cái gì qua cái sự hiểu biết của mình, hay là mình muốn thay đổi những cái điều gì quá cái mức độ của mình đưa đến cực đoan, thì chính mình là con bò đang trồng cái ếch của người khác, ngay cả trong bản thân gia đình của mình nó là như vậy. Cái gì phải biết cái giới hạn. Cái giới hạn này không phải là giới hạn thông thường ở ngoài, mà giới hạn cái nghiệp của mình và cái nghiệp gì đó. Thì quý vị thấy điều gì khuyên được thì khuyên, làm được thì làm, còn không bao giờ đi sâu vào những cái đề chi tiết những người khác. Đó thì tôi kinh nghiệm trong bản thân, trong gia đình tôi và cuộc đời tu tập tôi thấy tôi nhìn đó, thì tôi chỉ nói lên những cái điều đó, chứ mình không bao giờ làm theo cái ý của mình thôi quý vị. Đó, thì đây là những cái lời cuối cùng trong cái bài học hôm nay. Nếu quý vị còn đóng góp thêm hay có gì nữa, chị Sinh Nga có đóng góp thêm gì chị Sinh Nga? Rồi chị Sinh Nga tắt mic. Rồi cái máy rồi gì? Dạ. Chúng con xin hồi hướng phúc báo tu tập này về chư thiên chư long thần hợp pháp chư thiên cõi trời tứ dương đồng đều phúc báo nhau cả thầy. Chúng con xin được phúc báo này tu tập những người bạn tu tập trên lai trong bằng quý thực cha mẹ hiện tại đầy đủ phúc báo nhân thiên, sống lâu an vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, phát sinh trí tuệ đoạn giảm phiền não. Chúng con xin hồi phúc báo này về ông bà cha mẹ quá giảng nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, dầu quả sanh cõi nào thì phúc báo nhân thiên, sống lâu an vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, xong gặp Phật pháp tu tập để đoạn giảm phiền não. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Bây giờ xin chào quý vị. Xin chào. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Tài, cảm ơn chị Xuân Nga. Xin chào tất cả các bạn. Dạ, cảm ơn Tài, cảm ơn chị Xuân Nga. Chúc các bạn an vui hạnh phúc.